trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một căn hộ có tên là An Nam được thiết kế theo phong cách Indochine ở khu đô thị Than City. Để xem những thiết kế và tiện nghi bên trong của nó có gì đặc biệt, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong và tìm hiểu. Xin mời các bạn. Nhưng trước khi đi vào tìm hiểu rõ hơn về căn hộ này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua một chút, tìm hiểu một chút về tòa T8 ở khu đô thị Than City. Thì nhìn vào bản vẽ này, các bạn hãy tiến lại gần đây. Chúng ta có thể thấy ở trên một tầng căn hộ ở đây thì có 24 tòa với 4 thang máy ở một phần bên lõi này, tổng cộng là có 8 thang máy cả thang hàng đấy, 2 thang thoát hiểm ở đây. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua một chút ở cái sảnh hành lang thang máy này. Đây, ở đây thì có hệ thống chuông báo cháy tự động, đấy, được đặt ở rất gần những căn hộ, nói chung là cũng khá an toàn. Sảnh thang máy thì xem nào, một viên gạch này có kích thước là 60cm nhân 4 là 2m4, nói chung là cũng khá rộng rãi. Hành lang ở kia thì khoảng 1,5m, 1,6m gì đó, không hề tệ một chút nào cả. Đấy, lối thang thoát hiểm thì đây. Rồi, nhìn chung là như vậy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong căn hộ để tìm hiểu rõ hơn, xin mời các bạn. Chào anh Mạnh. Chào Duy. Vâng. Giới thiệu qua với các bạn một chút thì đây là anh Đoàn Mạnh, người sáng lập và điều hành công ty thiết kế nội thất kiến trúc Handyman. Đơn vị đã thiết kế và thi công lên căn hộ này. Anh Mạnh ơi, rất vui vì ngày hôm nay anh đã nhận lời mời dẫn dắt các khán giả của chương trình nhé đến tham quan căn hộ này. Anh đã sẵn sàng chưa? Rồi, anh rất là sẵn sàng. Xin mời Duy và các bạn nhé có thể vào tham quan căn hộ. Cảm ơn anh. Xin mời các bạn. Đi ngồi đây nhé. Cảm ơn anh. Và ngôi nhà này thế nào? Với 65m2 thì em nghĩ là nó phải hơi nhỏ một chút. Nhưng mà không ngờ là khi mà bước vào cái căn phòng khách này thì em cảm thấy là nó rất là thoáng. Đây là một trong những điều rất là đặc biệt của kiến trúc sư bên Handyman đã làm ra sản phẩm như thế này. Thực ra làm ra một cái nhà chung cư nhỏ có hơn những cái chung cư như 100m, 200m để làm nó rộng rãi thì đấy là điều đương nhiên rồi. Căn nhà nhỏ thì phải suy nghĩ nhiều hơn. Bên công ty Handyman thiết kế thi công cái nhà này khoảng 2 tháng do một bạn kiến trúc sư chủ trì tên là Phú Trần và các anh em cộng sự, người thiết kế, người thi công, người giám sát rất là vất vả để làm cái nhà này từ thô đến lên được hoàn thiện như thế này. Thì hiện tại đây là phòng khách, em rất muốn di chuyển sang cái phần không gian phòng đẹp nhất, đẹp nhất bên này, có ban công. Đúng đây rồi. Anh em mình sẽ di chuyển. Xin mời. Đây là một cái phòng gần như là phòng thư giãn và ngồi làm việc ở đây, và có thể có một cái xích đu ngồi uống trà kiểu Nhật, tại vì mọi người sẽ ngồi 4 đến 6 người ở đây thay vì cái việc ngồi sofa kia bị nhàm chán. Bạn bè đến nhà chơi có thể nằm ườn ở đây thoải mái hơn. Có người thì thích đung đưa như kiểu là mình mắc võng ngày xưa ấy, ở nhà thì mình thay đến mình ngồi xích đu một này trên ghế ở đây. Đúng rồi. Đằng sau cái xích đu đó là một cái gạch, nó gọi là gạch vẩy cá. Gạch vẩy cá này nó làm cho cái không gian nó hơi mềm mại hơn, nó hơi Indochine hơn một chút. Ngoài ra thì các tông màu gỗ nó sẽ đồng điệu với nhau để làm sao cho cái nhà này nó hơi hướng hơi truyền thống Việt Nam và nó hơi hướng xen lẫn cả hiện đại. Mây che đan vẫn là sử dụng khá là nhiều. Công ty Handyman có các nhà xưởng để sản xuất những cái đồ này ra và bán tại showroom của Handyman ở bên Lò Đúc. Wow, và ngồi đây mà trong những ngày mà thời tiết mát mẻ chẳng hạn như hôm nay, thời tiết rất là mát mẻ mà cầm quyển sách đọc thì chắc chắn là ngồi cả ngày không thấy chán đấy nhỉ? Đúng rồi. Một không gian rất là thư giãn. Không gian này nó tràn ngập ánh sáng. Điểm yếu của chung cư đấy là không có ánh sáng và rất là chật chội. Thì mình phải khắc phục những cái điểm yếu cơ bản đấy, nên vì vậy là mình phải chia lại không gian một chút, làm không gian rộng hơn và có thể làm những bức tường nó có gạch gạch này nó làm cho mình có sức sống hơn, hoặc là sơn lại một chút có màu vàng hơn thì làm cho mình cảm giác khỏe khoắn hơn trong ngôi nhà. Và đặc biệt là với những căn hộ mà ở tại khu đô thị Tham City này, những căn nhỏ này thì thường chỉ có một mặt thoáng ở ngoài này thôi anh nhỉ? Đúng rồi, nên mình phải tận dụng nó. Tận dụng lại như thế này thì cực kỳ là thông minh và hiệu quả. Đúng rồi. Ở chỗ này bàn kiểu bàn Nhật ấy, nó sẽ hơi thiền nhẹ nhàng một chút. Bọn anh bê đá lên, bê đá lên để làm bàn, chân làm chân này. Bàn. Sau đó thì mọi người ngồi đây uống trà hay ngồi xích đu, ngồi đây thì khoảng 4 đến 6 người có thể ngồi với nhau, có thể làm việc cũng được, ngồi chơi cũng được. Ok. Vừa rồi thì là khoảng không gian phòng khách, phòng thư giãn. Vậy thì phòng ngủ. Phòng ngủ có một cái rất là đặc biệt. Vâng, anh em sẽ di chuyển ra phòng ngủ. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Ở
Phòng ngủ được thiết kế rất là cơ bản. Duy thấy cái gì đặc biệt ở trong phòng này? Em thấy là thứ nhất em thấy là nó rất là thoáng. Cái thứ hai nữa là những chi tiết nội thất ở trong này làm em rất ấn tượng. Và đặc biệt ấn tượng nhất là bộ đèn ngủ ở trên tường kia. Đèn ngủ này thì được cắt từ những cái nón. Vâng. Nghĩa là xu hướng của mình là làm nhà để tận hưởng. Vâng. Chứ không phải làm nhà để mình nhét mình vào trong một cái phòng nó chật chội và chỉ để ngủ thôi. Và vâng. Mình phải sống ở trong cái ngôi nhà đấy. Vâng. Ngoài ra thì em còn ấn tượng ở cái bộ tủ quần áo này nữa. Đấy thì thường thường bộ này là bên mình thiết kế hay là mình tận dụng lại? Cái này là mình tận dụng lại của chủ nhà. Vâng. Mình gỡ các khung gỗ này ra và mang về sơn lại. Vâng. Sau đó thì dùng mây che đan để bọc nó vào để đồng bộ tất cả cái phong cách về mây che đan, về Việt Nam, về đó đấy, kiểu như vậy để làm cho nó đồng bộ cả ngôi nhà này với nhau. Vâng. Rất là đồng bộ anh nhỉ. Đúng rồi. Vâng. Như cái giường này cũng vậy, cũng phải đóng làm sao để cho nó nhìn nó rất là dễ chịu và hài hòa với những cái nón này. Vâng. Đấy thì khi mình vào buổi tối nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vâng. Buổi tối ánh sáng ở ngoài sẽ tắt đi và chỉ còn đèn ngủ ở đây và nó mình sẽ không bị chói mắt. Vâng. Cảm giác nó sẽ mộng mị hơn và thỏa mãn hơn. Okay. Ở trong phòng bếp này thì bên Handyman thiết kế cũng vẫn dùng đó của phòng khách đưa vào đây, đó nhỏ hơn. Vâng. Đó nhỏ hơn để phù hợp với bàn ăn. Sau đấy thì dùng các tông màu trầm, cũng vẫn dùng mây che đan và tủ kệ như là ở tương trong tự như là tủ quần áo. Đúng rồi. Vâng. Để cho nó đồng bộ mình sẽ không dùng quá nhiều nguyên liệu. Vâng. Khi thiết kế đặc điểm hơn nữa mình cũng vẫn lại dùng lại cái gạch vẩy cá hơi Indochine một chút. Vâng. Ở ngoài chỗ ban công đưa vào đây. Đấy thì làm cái dùng gạch vẩy cá này ấy, nó đặc điểm của những ngôi nhà này là rất là ít sử dụng bếp, nên vì vậy là gạch vẩy cá nó mang tính chất trang trí cho ngôi nhà. Vâng. Màu sắc hơn và cảm giác nó có cảm xúc hơn là một cái mặt kính bình vâng. thường. Vâng. Có một điểm mà rất thú vị nữa em vừa mới phát hiện ra ở trong căn hộ mà anh thiết kế và thi công, đó chính là thường thường ấy, những căn hộ nhỏ ví dụ như 65 m², và đặc biệt là đối với những căn một mặt thoáng như thế này này thì chắc chắn là sẽ có một phòng ngủ không có ánh sáng, gọi là đúng phòng rồi. Ngủ tự kỷ anh ạ, vì không có ánh sáng. Thì em đã nhìn thấy cái phòng ngủ ở bên này anh thiết kế rất thông minh để làm sao mà nó vẫn có ánh sáng tự nhiên, thì ngay bây giờ anh nhỏ em gọn. Vâng. Đúng không rồi. Hề là phòng ngủ tự kỷ luôn. Đúng. Cái này thì bên Handyman là đập hết mảng tường này ra. Vâng. Để làm cửa. Vâng. Làm cửa thì ánh sáng từ trong ra ngoài vẫn vào được. Vâng. Nhưng vẫn có rèm hai lớp. Vâng. Để khi cần riêng tư. Vâng. Đúng rồi. Và khi ở trong phòng ngủ này thì có rất nhiều ngăn để đồ. À ở dưới. Để đồ như thế thì sẽ làm tốt cho việc gia chủ khi cất đồ đạc. Vâng. Mùa đông không dùng đến. Vâng. Chúng ta sẽ nhìn thấy từ trong phòng ngủ này là vẫn sử dụng các nguyên liệu cũ. Thế là có một cánh cửa nhỏ này thì giúp cho việc khi ban mai mình bắt đầu thức dậy là mình sẽ nhìn ra bên ngoài. Đó, thậm chí là có thêm một cửa sổ nữa ở trong phòng ngủ nhỏ này. Đúng rồi, cả cửa chính và cả cửa phụ và dùng vâng. tranh đồng hồ treo vâng. có điều hòa, nói chung là rất là đầy đủ tiện nghi và làm cho mình rất là dễ sống, ở phòng nào mình cũng thấy thích thú cả. Vâng. Đấy. Duy nhận thấy ngôi nhà này thế nào? Theo em thì thực sự là ngôi nhà này trước khi bước vào thì em đã tưởng tượng nó sẽ có một cái diện tích rất là nhỏ và nó có một phần nào để nó bí, nó sẽ thiếu ánh sáng. Tuy nhiên thì khi mà bước vào bên trong căn hộ này và sau khi trò chuyện với anh thì em thấy là những cái luận điểm ban đầu của em nó hơi sai một chút, trái ngược hoàn toàn so với thực tế. Thực ra là những ngôi nhà nhỏ thì mới cần kiến trúc sư nhiều hơn. Vâng. Ngôi nhà to cũng cần và ngôi nhà nhỏ lại càng cần thiết hơn. Vâng. Bởi vì ngôi nhà nhỏ thì mình phải chia làm sao cho nó ngăn nắp và vẫn có gió, có ánh sáng và đầy đủ tiện nghi, rồi giao thông đi lại tốt, thẩm mỹ cũng ok. Vâng. Tất cả mọi thứ để thiết kế được một ngôi nhà như này sẽ mất nhiều suy nghĩ hơn. Vâng. Là một ngôi nhà lớn. Vâng. Ừ, đấy. Điều đó thì càng chứng tỏ cái luận điểm là không có ngôi nhà nào xấu mà chẳng qua là không thiết kế hợp lý thôi anh nhỉ. Đúng rồi. Theo Duy đoán là nhà này làm từ phần thô đến phần nội thất đến đồ decor là hết bao nhiêu tiền? Từ A đến Z là anh, từ đoạn nhận nhà thô, thi công đi đường điện nước và nội thất. Tân tận em đoán nó khoảng 4 đến 500 triệu. Là một cái chung cư từ thô 4-500 triệu cũng là điều đương nhiên đúng không? Hợp lý anh ạ. Nó hợp lý. Thế là Handyman đã làm một ngôi nhà này từ phần thô đến phần nội thất và decor vâng. hết có 250 triệu. 250 triệu?
Anh nói thật không? Em hơi nghi ngờ về mức giá đấy vì là khối lượng công việc nó rất là nhiều. Vâng. Thực ra là khi kiến trúc sư đưa các nguyên vật liệu đã tính toán là sao cho chủ đầu tư tiết kiệm nhất có thể rồi, vâng, làm sao cho mình tốt cho chủ nhà và tốt cho cả công ty, vâng, nên vì vậy là nó hòa hợp hai cái đấy thôi. Vâng. Có thể lợi nhuận không quá cao nhưng bên Handyman mong muốn là gia chủ có một ngôi nhà thực sự là đẹp, thực sự là vâng, tốt. Tại vì khi mọi người có tiền mua nhà thì mọi người không nên tiếc quá nhiều tiền để làm ra một căn nhà có nội thất đẹp, vâng, không chỉ sống cho mình mà sống cho con cái của mình nữa, vâng. Đấy, con cái của mình khi mình lớn lên trong một ngôi nhà đẹp, vâng, thì cái thẩm mỹ của nó đã tốt hơn rất nhiều rồi, vâng. Như kiểu bố mẹ em xây cho em một ngôi nhà đẹp thì em ở trong ngôi nhà nó thực sự đẹp và thực sự có nhiều không gian ánh sáng, vâng, thì em sẽ khỏe hơn ở trong một cái ngôi nhà rất là bí bách và có nhiều tường, vâng. Nên tuổi thơ của mình mà mình được ở trong ngôi nhà đẹp thì khi lớn lên mình sẽ rất là nhớ đến nó, vâng. Thực sự là đến bây giờ, thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn đang hơi nghi ngờ về con số 250 triệu. Bởi vì thực sự là thường thường ấy, ngày nay thì khi mà hoàn thiện những cái gói nội thất cơ bản như này thì thường chủ đầu tư sẽ đưa ra những cái chương trình khuyến mại là tặng kèm gói nội thất cơ bản 100-200 triệu gì đấy. Nhưng mà nó chỉ là nội thất thôi anh ạ, chứ không phải là thi công từ A đến Z như thế này. Đúng rồi. Vâng, và thực là em rất ấn tượng với con số 250 triệu đấy. Và vừa rồi thì chúng ta đã đi thăm quan ngôi nhà này, trải nghiệm ngôi nhà này một vòng. Công trình do công ty thiết kế tư vấn và kiến trúc Handyman do anh Đoàn Mạnh đang là người sáng lập và điều hành. Rất cảm ơn anh Mạnh vì ngày hôm nay anh đã chia sẻ với những khán giả của chương trình nhé về công trình này của anh. Rất hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều chương trình tiếp theo nữa, nhiều công trình của anh sắp tới nữa. Hy vọng là Handyman sẽ làm được nhiều nhà đẹp hơn từ nội thất hoặc là kiến trúc, và tương lai sẽ xây dựng được nhiều ngôi nhà tốt cho cả chủ nhà và cả xã hội. Nên đấy là cái kỳ vọng của Handyman sau này sẽ hợp tác tiếp với nhà F để em giới thiệu những ngôi nhà khác đẹp hơn. Em chúc anh và Handyman sẽ ngày một phát triển lớn mạnh hơn nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Và thưa quý vị các bạn, nếu như các bạn muốn sở hữu những thiết kế hoặc là muốn nhận những cái lời tư vấn về những cái phong cách thiết kế khác nhau, thiết kế kiến trúc khác nhau, thì xin mời các bạn hãy trực tiếp liên hệ đến công ty thiết kế nội thất và kiến trúc Handyman có vị trí tại 212 Lò Đúc anh nhỉ. Vâng. Và để tiếp tục theo dõi chương trình nhà F, để tiếp tục theo dõi những video sắp tới của chúng tôi, thì cũng hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn vào nút subscribe, ấn vào nút chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất về những video của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và cảm ơn, hẹn gặp lại.